và một tràng vỗ tay thật lớn cho các anh chị hiện trường nha. Mặc dù là tên tiết mục là Bụi Thờ, nhưng mà tiết mục không có thờ, tiết mục rất là sôi động và dễ thương. Và tiết mục Bụi Thờ vừa rồi cũng là tiết mục kết thúc cho chương trình Trung Thu hôm nay với chủ đề Giê-xu, lời răn của con. Alo, xin được bạn nhà hàng của Lan Nam lại tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh chị đã đến đây. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng tôi. Chờ chương trình nào cũng phải tới tiếp bạn. Nhưng mà cái tổng đại chúng tôi luôn vui là cái họ mới quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cho mình có một đêm trung thu tuyệt vời. Chúng con cũng cầu nguyện không có mưa và thế là trời không có mưa. Đó là một điều tuyệt vời của chúng ta trong mùa trung thu năm nay. Và giờ đây chúng ta mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cảm ơn Chúa và bạn hát cùng một lần nữa. Thầy nhìn cha và con và thánh thần, xin Chúa gia chúng con cho thank you.